Tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy đã tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2020, Kim Sơn đã trồng được hơn 200.000 cây phân tán, cây ăn quả các loại, bảo vệ và trồng mới trên 500 hectare rừng phòng hộ ngập mặn ven biển. Do được chăm sóc, bảo vệ tốt nên diện tích và chất lượng rừng được nâng lên, đa dạng sinh học ngày càng được cải thiện, môi trường sinh thái được bảo vệ. Tại lễ phát động Tết trồng cây năm nay, lãnh đạo huyện kêu gọi cán bộ đảng viên và nhân dân đẩy mạnh bảo vệ môi trường sinh thái. Việc trồng chăm sóc bảo vệ cây cần giao cho các tổ chức cá nhân cụ thể gắn với quyền lợi được hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, năm nay Kim Sơn sẽ trồng hơn 150.000 cây phân tán các loại.